Khép lại không tin tức từ sáng đến tối ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện sinh con rất hí hữu ở Ấn Độ và có thể cũng là một trường hợp hiếm có nhất trên thế giới. Một cặp sinh đôi Đức này vừa ra đời từ một bà mẹ ở tuổi 74. Và đây cũng có thể là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới từng sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.